không trúng cái nào hả? Kiều bào hải ngoại, hôm nay con mời Thanh Thánh Liệu sẽ mời quý cô chú anh chị kiều bào hải ngoại và quý diễn giả đi đón Tết cùng Thánh Liệu. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 2022, tức là ngày 22 tháng Chạp nha cả nhà. Thì mời quý cô chú anh chị đi tham quan những chợ bông, review những chợ bông và cũng kêu chú anh chị sống mà mạnh đại bất hạnh trong thời gian mà 10 tập nha cả nhà. Thì mời quý cô chú anh chị đi theo dõi cùng anh em trong thời gian qua như thế nào. Dạ thì thôi mà cũng trễ rồi, giờ này cũng năm mấy 6 giờ, thì con mời cô chú anh chị theo dõi cùng tụi con đi thăm những cô chú hoàng đạo mạnh đại bất hạnh nha cả nhà. Dạ nha cả nhà. Thì quý cô chú nào ở thành phố Thủ Đức nếu có cần mua lan thì cứ mình vô cổng sân của Thủ Đức thì mình ở đây mình sẽ có cho cái sạp lan của anh này nha. Thì quý cô chú có thể thấy lan của anh rất là đẹp, rất là tươi đó cả nhà, thấy không? Rồi mua đâu cũng vậy, mua dùm anh thì anh cảm ơn. Dạ thì đây những bông này thì tính liệu không biết bông tên gì luôn đó cả nhà. Đây tại vì hồi nãy thấy đi ngang mà thấy ở đây bà con ở đây nhộn nhịp quá thì cũng ghé vô xem của bà con ở đây khu vực này như thế nào nha quý vị khán giả. Đó các nhà thấy không, lan đây rất là đẹp đó. Thì mình cứ ra đây là cửa hàng Bắc nha cả nhà. Thì thường thường dịp xuân á thì quý cô chú cũng thường hay chưng tắc đây cả nhà thấy không, những trái tắc rất là đẹp nha cả nhà. Đó đó cả nhà thấy không, tắc rất là tươi xanh nha cả nhà. Thì dịp mùa dịch Covid thì cả nhà đều biết cái dịch nó đều vận hành chúng ta. Thì bây giờ cô chú đã đón xuân một cái xuân rất là vui vẻ ấm áp nhộn nhịp bên gia đình. Liệu thấy những cô chú đón xuân cái này thì mình rất là vui được cái sự vui xuân cùng mọi người nha cả nhà. Đây là cái chợ chợ hoa xuân của thành phố Thủ Đức. Tiếp theo là chợ sạp bông đó, sạp bông là những dưới miền Tây đi lên đó cả nhà. Quý cô chú nào có tất cả mua. Hello anh,
quý cô chú nào có cần mua bông thì mình cứ ghé đây ủng hộ chị. Dạ được. Mê lắm chưa? Tại cái nhà thấy không, đi đâu cũng có fan để cho con chung. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe. Cả nhà thấy không, đi đâu liệu cũng được mọi người yêu quý, và liệu cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha cả nhà. Tại sau một thời gian dịch Covid nó hoành hành mà bây giờ được bông lan được mai rồi đưa từ dưới miền Tây lên như thế này, mình rất là vui và phấn khởi cho bà con Sài Gòn chúng ta. Tưởng hôm mùa rồi mình tưởng mình không được đón xuân rồi chứ, nhưng mà bây giờ đón xuân như thế này rất là vui nha cả nhà. Đây vô đây hỏi thăm chị này chút xíu phải không? Hello cô, bán được chưa cô? Dạ. Dạ con chào cô. Dạ bông này mình ra đâu lên cô? Chà Lách hả? Miền Tây đúng không? Dạ gần gần với con. Dạ. Con thì qua khỏi Bến Tre. Dạ. Chẳng hạn tên gì? Cô Sáu Chà Lách. Cô Sáu Chà Lách nha cả nhà. Thì quý cô chú thành phố. Trong khu vực Thủ Đức, nếu mà mua bông hoa ớt này kia, bông lan này kia thì muốn ủng hộ thì ghé cô Sáu Chà Lách đây, nha. Dạ thì cô Sáu rất là dễ thương, cô Sáu với miền Tây đi lên thì con cũng chúc cô và các anh chị đây bán thật là bán hết bông, 30 Tết mình về nhà là tay không còn gì nha. Dạ dạ con chào, con về con đi bông đây xíu cái nhà nha. Ớt rồi bông rồi tươi quá trời luôn á. Đây là bông gì ta? Tại vì liệu mấy cái bông này liệu thì không biết bông này bông ở Đà Lạt rồi đi xuống á cả nhà. Liệu cũng không biết. Bông rất là đẹp này, bông này bông gì không? Bông ba vậy? Bông này hả? Bông hồng phải không? Anh có người yêu chưa? Chưa. Anh có người yêu chưa? Chưa. Trời ơi, không có người yêu sao mà biết bông này? Bông này bông gì? Bông gì ạ? Anh có bông gì ạ? Bông hồng, bông hồng. Đó, không hả? Đúng rồi. Hai tại em cũng chưa có người yêu okay. Không tiểu muội hả? Ở là Hồng Tiểu Huynh đâu? Dạ. Dạ anh đi review qua đây, anh đi qua đây sẵn qua đây luôn. Dạ. Mua chanh chai nước uống rồi. Đó đâu tìm được nước, thấy mà không có nước đây nè. Ở đây nước còn không mà nước mía ở dưới có bạn uống nước miếng cái thanh nước quá có nước mía không mía đi không biết uống sao nói chuyện nói chuyện người ta đi rồi đại nói qua 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 cái cửa hàng này đi rồi xíu đi xíu đi xíu đi cắt đi. Chúc anh chị đi vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Hello. Cả nhà thấy không? Một cái khung khí xuân và Tết như thế này. Wow, các mọi người mà đi chơi như vậy mình thấy rất là vui nha cả nhà. Dạ. Cả nhà có ai uống rượu không? Hả? Một lần mời rất rượu. Đây là cái gian hàng trái duyên chiên nha cả nhà. Ăn cái duyên chiên không? Ăn không? Ăn, tại sao không nói kêu nói qua đây ăn luôn? Chà, Tết năm nay vui quá. Hello mọi người, chúng mình đi chơi vui vẻ nha. Ok. Hello mọi người, qua đi chơi trái bông bóng trội nha cả nhà. Sao anh?
đông chúng. Ủa sao kỳ vậy?
anh, người ta mua em chơi giùm. Người ta mua. Chơi nào xong chưa? Hả? Chơi xong chưa? Chơi chơi nữa đi tôi nghỉ. Hả? Nè, đồ ngon. Anh trai. Anh thấy bộ nữ anh vô bệnh đó. Đó. Lao nữa rồi. Cả cuộc đời tôi. Chật lắm. Cho anh xuống trước. Em chơi trước đi. Cho anh chấp em á. Ê. Vậy? Trời đừng cho bẻ bong bóng người ta. Nghe chưa? Ủa, người ta làm cực khổ. Trả đi khỏi phòng. Trời ơi, cho Dũng ơi. Cái gì cho, được cái gì lấy cái đó. Ok ok, trời đi. Anh chờ trước đi. Em chờ trước đi. Khoan, bỏ giao kèo thật sự. Ờ, thì được cái gì lấy cái đó. Ok, để biết. Trời Dũng anh lên luôn không? Không, anh không phải đâu, mua cơm mệt lắm. Mà anh nhớ nhảy. Anh nhớ. Đó này, đó này. Nè, coi tôi chọn nè. Cái chốt một cái à. Thôi chúng ta chào anh em thật nhiều khách nha. Dạ, động tay lại hai chị có hình đó. Tôi đem nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Thôi. Mệt cũng chết luôn, chụp điện đi. Các bạn nha. Đi, mình đi anh theo. Giờ mình đi chọn biển nè. Đi ra chọn trời chọn kiện thôi. Đi từ đi luôn. Cho Huy đi. Ừ. Chơi chọn kiện mình không có chọn được đâu. Đúng không? Hả? Trời ơi. Tiền á. Mua bông không? Để xem đi anh. Hả? Mua bông đi. Chụp chụp em được rồi. Đây cả nhà. À, em muốn review bông của anh luôn ha. Bông đẹp quá trời nè cả nhà. Bông này tên gì anh? Đưa em hỏi chứ rồi. Cúc pha lê anh. Cúc pha lê ở đâu lên? Cúc pha lê này Đắk Lắk ạ. À Đắk Lắk. À, sạp bông anh tên gì? Dạ sạp bông Mỹ Duyên. À cũng với cô chú anh chị nào ở chợ Hoa Thủ Đức, ở khu vực Thủ Đức, Bình Dương này kia đó, Bình Thạnh vô đây cứ ghé sạp bông của anh. Bông của anh mới nở rồi, nếu mà dịp bông này tới bông này chơi tới tầm 25 mùng 3 Tết thì nó nở đầy luôn. Nó khoảng 29 là nó nở đây. Chứ nó chơi mọi người ơi, mà tầm 29-30 bông nó sẽ nở. Tập lại cho anh chụp lại đó. Rồi. Rồi. Đợi xíu. Đúng rồi, chụp phải có bông qua đẹp chứ đúng không con? Tết mà mình. Rồi đó nè, 1, 2, 3. Máy hư luôn hả? Sao cái này bấm sao không có lưu về không? Bấm điện thoại đi. Này sư. Đó, bấm xuống một cái. Con đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Bên kia anh ta mời qua bạn. Thì quý cô chú anh chị nào nếu mà ở khu vực Thủ Đức thì cứ ghé mua phong diện qua này, mau quên lắm. Cúc pha lê anh. Cúc pha lê hả? Cúc pha lê. À cúc pha lê. Là Úc pha. Cúc pha lan á. Ở Đắk Lắk. Nha cả nhà. Thì cả nhà đây sẽ qua lại tiếp tục xuống đây cả nhà. Nha. Ai ở khu vực Thủ Đức thì ghé mua ủng hộ cho anh. Em cũng chúc gian hàng của anh thật nhiều sức. Báo mới hết để về với gia đình nha. Dạ, chúc anh năm mới nhiều sức khỏe nha. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, thì nhắn xem trên clip hội tụ nguyện BDS mình sẽ thấy kênh mình. Dạ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chúc anh chị được bán mới hết bông đi về, 29 hết bông về được rồi. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Hôm nay mẹ cả nhà nói gì nè. Bên kia ta kêu quá giờ đợi xíu nha. À, đụng bông chảy nước. À. Đây cũng gặp fan nữa cả nhà ơi. Ôi, dạ. Trời ơi. Dạ. Hay quay lên đài truyền hình đi. Coi suốt luôn nha. Anh bán gì? Bán trái viên rồi. Trái viên chiên hả? À. Đây cả nhà ơi, nếu mà ai đi chợ Hoa Xuân Thủ Đức thì ghé vô mua ủng hộ cho chị gái em nha. Dạ. Cái này ăn được không? Được.
sốt hả? Ngon không? Ngon không? Mà ngon không? Ủa sao đưa xong sao ăn? Ăn bốc hả? Ủa đi đâu mất tiêu vậy? Thôi chả nè, mẹ đi anh nhỉ? Ăn xong chưa? Ăn rồi, đi 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 cho ông trà khác. Cái gì? Cái ghẹo á. Dạ, im đây là mấy cái cháy. Đây, đây, đừng rồi Cháy rồi, mừng quá trời cháy. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà có đi vô chợ Sơn của Thủ Đức thì ghé vô mua gian hàng của bà chị gái em, cá viên chiên ngay trung tâm điện thoại SBT. Đường ngoài đi vô mà đi đường phía trong nó đi vô thẳng luôn nha cả nhà. Dạ. Trời ngon quá trời vậy. Ngon lắm, sốt bơ tỏi. Trời ơi trời. Ủa chị đem đi đâu vậy? Đang chiên cho anh hộp khác luôn. Chú nói chơi không ăn đâu, no quá. Mới ăn. Chú có xuống không? Dạ không, mới ăn hôm qua rồi, đừng có chiên nữa. Chị ơi. Em mới ăn hôm qua rồi nha, đừng có chiên cho em nữa nha. Dạ cảm ơn em. Dạ. Nãy giờ cũng những món ăn. Dạ. Nước uống và chị bên kia là bánh tráng nướng nha. Dạ. Đây cả nhà thì nãy giờ Thế Liệu cũng đã nói nếu mà ai có đi hội chợ Hoa Xuân của thành phố Thủ Đức thì ghé ủng hộ giùm em gái để em gái có tiền về quê ăn Tết xung quầy bên gia đình nha. Dạ. Cảm ơn anh. Thì em có gì em nói với khán giả không, mà như thế nào để vô đây quán của em ủng hộ như thế nào đó. Dạ mọi người ơi, em bán cái chiên ở công viên quận 9 cho mọi người bên hông quân cơm quận 9 này. Cái này là em để người ta bán tới người ta để đây thôi, chứ bình thường là em bán ở ngoài kia. À vậy bán mỗi ngày luôn hả? Dạ đúng rồi, ngày nào em bán từ 3 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Dạ. Rồi em đi bán về nhà ai chăm con? Dạ em chưa có con, em còn độc. Em chưa có con. Con anh. Anh lấy em không được. Anh, mai mốt hai đứa mình về chung một nhà. Dạ, mai mốt mình đặt tên cái viên chiên nha. Hiện tại là cái viên chiên mình tên gì? Không, chưa có tên. Tại chưa vì đúng rồi là đường mà cho nó không có tên. Có pháp danh chưa? Quán cái viên chiên Sky. Cái viên chiên Sky nha cả nhà. Rồi, ba vợ con mất tiêu rồi, ba vợ con nhậu hoài à. Hả? Rồi có mẹ vợ đây nè. Thôi mẹ vợ không vợ. Mẹ vợ đi bán bông bỏ luôn đi. Bỏ đi. Đây với cái nhà nước uống nè, trà chanh nè, trà tắc. Dạ. Nè, trà đào nè, sinh tố nè. Có đầy đủ hết. Còn món nước uống nè, bắp xào nè, bắp chiên nè, cá viên chiên nè, đặc biệt là cái cá viên nước chiên mắm. Chiên nước mắm Ninh Thuận. Đúng rồi, Ninh Thuận. Đúng không? Nước mắm Ninh Thuận. Cơm ngon. Đặc sản. Mát bổ dưỡng. Nha, mà hơi nóng chút xíu thôi. Không nóng. Cay chưa? Cay nó nóng. Thôi chào quý khán giả, chú khán giả. Một mùa xuân ấm áp bên gia đình, vui vẻ nha cả nhà. Thì mời quý vị khán giả đón xem tập 2 của Hoa Xuân thành phố Thủ Đức.